Cô chú ở Hải Phòng đấy ạ. Trong tuần này thì xin được chia sẻ niềm vui với toàn thể các bác khách hàng trên toàn quốc, đó là em lắp tới ngày hôm nay cũng là một ngày cuối tuần rồi đúng không ạ, là 4 bộ các bạn, 4 bộ tại thành phố Hải Phòng rồi. Hôm nay buổi chiều thứ bảy em xin được trân trọng giới thiệu em lắp một bộ có tổng trị giá là 55 triệu đồng cho anh Sinh, có địa chỉ tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng các bác nhé. Bộ sản phẩm này thì các bác vừa nghe rồi đúng không ạ? Anh Sinh vừa ca một bài và bác ở bên cạnh nhà vừa ca một bài đúng không ạ? Chất âm thì chắc chắn là rất là hay rồi. Em xin là giới thiệu với toàn thể các bác một đôi loa bãi xịn đến thương hiệu của Đức. Tên sản phẩm là B3 Beta 3, mã sản phẩm là S215 3 La Mã. Thì các bác của em thân mến, là môn em này thì nó có nhiều đời. Đời đầu tiên của nó là S215 trơn các bác nhé, S215 trơn. Đời thứ hai là S215i. Và đời tiếp theo đó là S215 2 La Mã. Còn đời cao nhất của nó là S215 3 La Mã. Đó chính là đôi loa hiện tại đang lắp ở đây ạ. Giá hiện tại thì đang rất tốt, cả nhà có thể mua sắm luôn là 19.500.000 đồng. Em giới thiệu rõ về chất lượng của sản phẩm cũng như là giá tiền của sản phẩm để các bác của anh em mọi người tham khảo ạ. Một quả súp B3 bãi xịt đời thùng gỗ và đời này sản xuất năm 2020. Em có hai model cho quả súp này, một model là 7.500.000 đồng và một model là 8.500.000 đồng. Anh xin chọn quả 8.500 các bác nhé. Dòng hầm thùng gỗ đời mới. Đấy, súp hơi, loa bao đẹp zin. Các bác của anh em có thể tới tại cửa hàng đúng không ạ, để giao lưu tham khảo chuyện mua sắm, hoặc các bác có thể gọi điện đặt hàng, em sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Một chiếc đẩy Ashley T10 1000W một kênh nội trở 8 ohm size 2U, nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ, giá 10.800.000 đồng.
một chiếc quản lý nguồn Ashley, em xin phép là sẽ tắt đi để các bác của anh em kiểm chứng cái độ chuẩn chỉ con quản lý nguồn này nhá, đúng không ạ? Giá 2,3 triệu đó, em bán con quản lý nguồn này chắc không dưới vài ngàn con rồi, 2,3 triệu đồng. Một chiếc vang số hàng xịn, hàng bãi các bác nhá, vang số chính hãng của CB Aquatic, em khởi động lại các bác, rất êm đúng không ạ? Giá 3,800 đồng. Một bộ micro không dây hàng chính hãng của BBS Pro Sound mã UT58 giá 8,500. Và riêng bộ mic này hôm nay em xin được chia sẻ với cả nhà luôn là hôm nay anh chị mua cả bộ, em tặng một bộ pin sạc các bác nhé, tặng một bộ pin sạc đó, còn giá của nó đúng 8,5 triệu từ trước đến nay đúng không ạ? Anh chị sở hữu thêm này các bác này, đây ạ, dây ca lông, dây này thì cực kỳ là chuẩn chỉ các bác nhé, đó dây này em hàn dây xịn này, đó rắc chuẩn chỉ đắt tiền này, giá của dây này là 200.000 một dây. Em hiện tại đang có 3 loại dây, một loại dây ca lông là 50.000 một sợi, và một loại dây ca lông là 200.000 một sợi, và một loại dây ca lông là 380.000 một sợi. Thì các bác có nhu cầu mua sắm nào alo em. Bộ dây loa cũng rất là chuẩn chỉ. Đây em giới thiệu thêm với cả nhà, bộ dây loa là sử dụng dây cáp các bác nhé, dây cáp 2x2,5, anh chị mua thêm. Ok chưa? Đó. Bây giờ em xin được test âm. Đây, cảm ơn anh Sinh nhá. Đây bác Sinh ạ. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Nó hơi vượt một chút nhưng mà phải nói là cực kỳ lắm, chuẩn chỉ và yên tâm đúng không ạ? Đây em xin được phép test một đoạn các bác nhá, và rất yêu các anh em Hải Phòng đúng không ạ? Tuần này 4 bộ rồi, có thể là sẽ là bộ thứ 5 đấy ạ. Hôm nay là bộ thứ 4 đúng không ạ? Em test một bản. Nhưng là bát căng đét không ạ? Bộ sản phẩm em lắp tại gần trạm thu phí Quán Toan, An Dương, Hải Phòng. Chợ Hồ đúng không ạ? Và ở xóm của anh Sinh thì em đã lắp rất nhiều những bộ sản phẩm. Em đã lắp rất nhiều những bộ sản phẩm cả nhà nhé. Loa V3 bãi xịn đến thương hiệu của Đức, rất chất. Ok chưa? Rồi, rất cảm ơn toàn thể các bác nhá. Hiện tại thì em sẽ tiếp tục có mặt tại An Dương, em sẽ qua xã Đặng Cương để chỉnh hộ cho một anh trai một con vang. Anh có mua của nhà em một bộ từ năm 2019 đúng không ạ? Từ năm 2019 với một đôi loa FTX825, và ngày đó để cho anh là hơn 80 triệu. Một con đẩy CLBX 29 triệu và nói chung là cả bộ đến giờ em không nhớ, nhưng anh bảo là qua xét lại giúp anh. Em nhân tiện ở An Dương, Hải Phòng sẽ qua hộ anh một chút các bác nhé. 55 triệu, chính xác 55 triệu đồng cả bộ các bác nhé. Ok chưa? Cả vận chuyển luôn các bạn. Rồi, cảm ơn toàn thể các bác của anh em. Mọi nhu cầu mua sắm của cả nhà hãy liên hệ trực tiếp cho em các bác nhé. Hai số máy của em đó là 0365888988, 0368891555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và thể giao hàng toàn quốc. Mới xin được cảm ơn toàn thể các bác. Em xin cảm ơn anh Sinh một lần nữa nhá. Vâng. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn anh ạ. Quá tuyệt vời. Em xin chào cả nhà.